Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Pradeep Anand đến từ Samsung Healthcare. Và tôi rất vui được giới thiệu với các bạn bài thuyết trình hôm nay tại Virtual ISUC năm 2020. Năm 2020 đã bắt đầu với những thử thách mới cho tất cả chúng ta do dịch COVID-19 và nhiều đại hội đang được chuyển sang đại hội trực tuyến bao gồm cả ISUC. Và trong tình huống đại dịch này thì hoàn thành một quy trình với sự tiếp xúc của bệnh nhân tối thiểu và thời gian quét ít hơn là mục tiêu chính trong khoảng thời gian này. Do đó, có rất nhiều yêu cầu đến với chúng tôi. Trước tiên, đó là dễ dàng hơn trong việc quét. Thứ hai, đó là phải nhanh hơn, sâu rộng hơn. Và điều quan trọng nhất là hình ảnh phải đạt chất lượng cao nhất. Vâng, chúng tôi xin sẽ giới thiệu công nghệ hỗ trợ thông minh hay còn gọi là Samsung AI. Nó giúp các chuyên gia siêu âm chỉ tập trung vào việc quét và chẩn đoán mà không cần phải quá lo lắng về các nhiệm vụ đơn giản và lặp đi lặp lại. Và hôm nay tôi hân hạnh được giới thiệu với các bạn 4 công nghệ mới là một phần của các giải pháp hỗ trợ thông minh của chúng tôi liên quan đến sinh trắc học thai nhi, tim thai, quá trình chuyển dạ và sức khỏe của phụ nữ. Samsung Biometry Assist là một trong những cái giải pháp hỗ trợ thông minh để đo các cái chỉ số phát triển thai nhi một cách nhanh chóng và chính xác. Với cái chế độ xem đã được thu thập bán tự động, bạn chỉ cần kích hoạt chức năng này trên máy siêu âm. Điều này làm giảm thời gian quét tổng thể và nâng cao sự thoải mái cho bệnh nhân, bác sĩ trong thời đại COVID-19. Công nghệ tiếp theo đó là Head Assist, là cái công nghệ quan trọng giúp đo lường và cung cấp một cái nhìn hướng dẫn phù hợp để phát hiện sớm các cái bất thường về tim bẩm sinh cho thai nhi trước khi được sinh ra. Và để vượt qua cái môi trường bệnh viện bận rộn ngày nay, công cụ của chúng tôi tự động thực hiện phân loại chế độ xem, có thể giảm sự phụ thuộc của tính toán và cũng cung cấp các cái giá trị đo lường với độ chính xác thông qua phân đoạn tự động. Cái tính năng tiếp theo chúng tôi gọi đó là Labor Assist. Nó là một tính năng có thể trợ giúp trong quá trình chuyển dạ và sinh nở. Labor Assist là một cái công cụ tự động đo cái chỉ số AOP, góc quay đầu của thai nhi trong khi sinh nở và cung cấp để báo cáo. Điểm chính của cái tính năng này là nhận dạng giải phẫu cho AOP chính xác và hướng đầu. Chúng tôi tự hào rằng điểm đặc biệt của Labor Assist nằm ở sự nhận biết của các sụn. Và ngoài ra thì Labor Assist còn là một tính năng rất hữu ích vì nó cho phép bạn dễ dàng tìm thấy những thay đổi trong thời gian đo, và nó cũng cung cấp hình ảnh demo rõ ràng và thông tin về quá trình sinh nở cho các bà mẹ bầu. Và tính năng cuối cùng tôi muốn giới thiệu đó chính là Ovid Assist. Tính năng này giúp phân tích các cái bất thường ở tử cung bằng cách bán tự động tìm nội mạc tử cung dựa trên cái dữ liệu khối 3D và cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về tử cung. Ovid Assist không chỉ làm giảm bớt quy trình làm việc để phân tích các cái bất thường của tử cung mà còn tiết kiệm thời gian chẩn đoán bằng cách tự động nhận dạng và hiệu chỉnh độ dày một cách chính xác. Vâng, và cuối cùng thì 4 cái giải pháp hỗ trợ thông minh của chúng tôi nâng cao sự thoải mái cho bệnh nhân, bác sĩ lâm sàng, giảm thời gian quét, cải thiện độ chính xác của chẩn đoán và tăng hiệu suất làm việc. Chúng tôi tại Samsung sẽ tiếp tục phát triển các cái giải pháp siêu âm thế hệ tiếp theo cùng với đối tác Intel để phát triển hơn nữa các cái giải pháp hỗ trợ thông minh phục vụ sức khỏe trên bệnh nhân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi giới thiệu của chúng tôi và hy vọng rằng đại dịch COVID-19 sẽ tiến triển tốt.